Như vậy là sau hơn 3 năm cày cuốc thì mình đã đạt được 1 triệu sub và rất là bất ngờ khi nút vàng về tay mình chỉ sau hơn 1 tuần. Nút vàng về nhanh hơn nút bạc rất là nhiều. Có lẽ là số người ở Việt Nam đạt được nút vàng không nhiều nên là nút vàng gửi về cho mình rất là nhanh. Điều này cũng khiến cho mình hơi bất ngờ một chút. Xuống nhận nút vàng mà mình cứ ngỡ là shipper chuyển nhầm. Bên trong hộp nút vàng thì có thư của YouTube, chỉ cần đọc lên thôi là đã thấy là mắt lòng mắt dạ rồi. Mở hộp nút vàng ra thì điều đầu tiên mình thấy đó là nó rất là đẹp. Nó lớn hơn nút bạc rất nhiều. Vì quá vui nên là mình không kiềm chế được cảm xúc. Mình có được nút vàng ngày hôm nay cũng nhờ công sức rất lớn của các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều.